bạn sẽ học được những gì? Các bạn sẽ học được cái kinh nghiệm lựa chọn sản phẩm, chiến lược lựa chọn sản phẩm và cách đánh sản phẩm từ trong nước cũng như là nước ngoài. Các bạn sẽ học được các cái phương pháp tối ưu quảng cáo dựa trên các mục tiêu quảng cáo của Facebook, từ quảng cáo tương tác, quảng cáo video, quảng cáo livestream, page xanh là một chiến lược rất là mới, quảng cáo truy cập web và quảng cáo remarketing là một trong những chiến lược quảng cáo giúp cho các bạn có thể có cái giá thầu quảng cáo rẻ nhất có thể. Và chúng tôi sẽ tối ưu content của quảng cáo cho các bạn và tư vấn cho các bạn 6 chiến lược bán hàng của Facebook. 6 chiến lược bán hàng của Facebook bao gồm là bán hàng trên profile cá nhân và xây dựng thương hiệu, bán hàng trên group, bán hàng trên fanpage, bán hàng bằng livestream. Trong phương pháp hiện nay có thể bán được cả ngàn đơn mỗi một ngày nếu mà các bạn có khả năng livestream tốt và có chiến lược livestream tốt. Bán hàng bằng quảng cáo và bán hàng bằng Messenger. Facebook Messenger có những công cụ như là chatbot, có những công cụ như là lấy số điện thoại, công cụ ẩn số điện thoại, công cụ ẩn comment và rất nhiều các công cụ hỗ trợ khác nữa. Với kinh nghiệm làm quảng cáo từ những năm 2011 là lần đầu tiên khi Facebook có mặt tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới, tôi có rất nhiều kinh nghiệm đau thương khi mà kinh nghiệm cuộc chiến sẽ chia sẻ với các bạn những cách chỉ nói những gì mà bạn cần và chỉ làm những gì mà bạn cần phải học. Đó là chiến lược của tôi và tôi sẽ giúp cho các bạn tăng doanh thu, giảm chi phí cũng như là tăng hiệu suất quảng cáo. Xin chào mừng các bạn đến với chương trình đào tạo Facebook Marketing. Và sau đây, một trong những chuyên gia hàng đầu với Facebook Marketing. Xin cảm ơn.